cái cộng số hữu tỷ thì y chang phép cộng phân số. Ví dụ 1/2 cộng 1/2, đây là phép cộng gì, hai gì, phân số. Nói cách khác lên lớp 7 rồi, đây là phép cộng hai số hữu hữu tỷ thì làm y chang như phép cộng hai phân số. Hai thằng này cùng gì rồi, mẫu. Cùng mẫu thì viết lại mẫu trước, lấy tử cộng tử bằng 2 phần 2 bằng mấy? 2 phần 2 1 phần 1. 1 phần 1 bằng mấy? 1. Có kịp không? Ừ. Trường hợp thứ 2, đó là phép cộng 2 số hữu tỷ khác gì? Mẫu. Khác mẫu thì ta bước 1 tìm mẫu số chung, chính là tìm bội chung gì? Nhỏ nhất. Bội chung nhỏ nhất của 2 và 3 là mấy? Nhẩm đi, bấm gì nữa. Vậy 2 thì thiếu mấy để thành sao? Thì nhân tử cho nhân tử nhân mẫu cho mấy? 3. Cộng 1/3, mẫu là 3, thiếu mấy để được sao? Nhân 2, nhân 2 bằng tính 3 6 cộng 2 6. Đây là phép cộng hai số hữu tỷ cùng mẫu. Ta lấy tử cộng tử viết lại mẫu bằng 6 3 5 phần sáu. Rút gọn được thì rút gọn, không thì để im. Có hiểu không? Bài tập. Ừ.